Hôm nay mình dành tí thời gian hướng dẫn các bạn bút hoành hành Simbank của Nokia S40 ha. Đây, mình cũng tìm cái được cái lập đá này là C200. Còn nhiều mẫu khác để chúng ta bút được thể nhớ lắm. Để mình sẽ chia sẻ sau trong cái phần chú thích nè. Mình vô cài đặt nè. Các bạn vô kết nối nha. Và ổ đĩa chung. Chúng ta chọn OK. Máy tính thì đang load driver. Chúng ta chờ xíu là ổ USB sẽ hiện lên ha. Rồi. Đây là ổ USB của thẻ nhớ ha các bạn. Thì chúng ta nạp bút bình thường thôi, các bạn dùng cái công cụ nào đó cũng được, của mấy anh em trên BKV hay là của Isun cũng được, tùy các bạn thích. À, mình thì thường dùng bút mai, thì video mình sẽ gửi bên dưới link phần chú thích ha. Và bây giờ mình sẽ vào vấn đề chính là mình sẽ test. Các bạn nhớ cắm cáp vào trước khi bút nha. Chế độ thì chọn mặc định là ổ đĩa chung, thì nó hiển thị là truy cập thẻ nhớ từ thiết bị được kết nối. Bấm xong để tiếp tục thì các bạn cứ để mặc định như vậy nha. Thì của chúng ta đừng có lít xong thì khi mà win mình khởi động á, tùy theo máy mà các bạn bấm phím nóng ha, hay các bạn ưu tiên khởi động tùy các bạn. Ở đây mình mặc định vô external USB array ha. Ở đây á, thì mình vô là bút UFI. Còn nếu chúng ta chọn dòng USB Nokia C200 này á, thì chúng ta bút Legacy ha. Mình bút UFI trước nha. Đối với bản UFI này á, thì mình dùng Win 7, Win 7 của Nga. Do bản này nhẹ, load nhanh nên mình test thôi. Thì nó đang đập dữ liệu, đang chuyển dữ liệu nên tốc độ nó hơi chậm do cái thẻ của mình người thân mua nhầm nên tốc độ nó chỉ có 2 là lát 2 thôi, tốc độ nó quá chậm. Em chờ xíu thì nó load vào ha các bạn. Nó đây ghi là đang chuyển dữ liệu. Có gì không mà sao thấy name ra là vẫn còn chuyển dữ liệu. Load khá lâu các bạn ạ. Cũng gần 5 phút. Tùy vào tốc độ thẻ nhớ các bạn ha, thì mình luôn khuyến khích mọi người mua thẻ nhớ. Thường chúng ta để ý chỉ số LUT ở trên thẻ, LUT càng cao thì tốc độ mình truy cập dữ liệu càng nhanh thấy các bạn. Mặc định cái bản WinBE này tích hợp TrueMate nè 2015, bản này mình thấy là tương đối là tốt đó. Mình gót cũng nhiều bản win lắm. Mặc định là tiếng Nga các bạn. Dung lượng của bản win này thì chỉ có 230 MB ngoài thôi. Rồi chúng ta bút được UEFI nè, hoặc số cái phần mềm căn bản chúng ta có thể thao tác dùng ngay được nè. Mình giới thiệu sơ lược đến đây ha. Bây giờ mình bút qua Legacy các bạn xem thử ha. Nó tiếng Nga mình hay nhầm lắm. Chế độ tắt máy mình cứ nghĩ là Rita không. Khởi động lại nha các bạn. Vừa rồi thì mình bút UEFI, bây giờ mình bút Legacy nha. Legacy là tất nhiên sẽ nhanh hơn đó. Đây, đây là giao diện bút Legacy. Mình vào thử WinXP Mini ha. Lót cái nào lẹ lẹ thôi.
bên Phong Linh của anh Lãng Khách đó, thì anh có chia sẻ mấy cái USB mà tốc độ cực cực nhanh đó. Các bạn nào có nhu cầu thì các bạn ghé fanpage của anh ấy tham khảo ha, laptop Phong Linh trên Facebook á. Mình xin dừng ha, cho đỡ mất thời gian các bạn. Đây là giao diện của Win XP Mini các bạn. Bản này mình dùng khá là lâu rồi. Nhờ được mấy anh trên forum BKV chuyển ngữ lại tiếng Việt, như anh Thắng này phải. Anh với cái user là con thương bố mẹ, như bản Win của anh cũng tích hợp rất là hay. Đây, cũng có tương đối là đủ các tính năng ha. God nè, bút ai, partition, kiểm tra ổ cứng, phân dùng, nói chung là đầy đủ hết các bạn. Mình thấy cái bản mini này rất là hợp lý, khoa học, là sắp xếp rất là logic, đầy đủ ha. Bể zip nè, mouse, file, ISO nè. Win XP này rất là nhẹ, 32 mb thôi các bạn. Rồi, mình bút thử các ứng dụng của DOS các bạn xem thử ha. Đối với HP thì chúng ta bấm thì chọn F9 để bút nhanh đó các bạn. Sau đây mình bút Legacy để mình vào các chương trình DOS ha. Đây, mình vào DOS rồi RAM. Đây là bộ tích hợp của anh DV. Anh ấy làm rất là khoa học, có nhiều cái để chúng ta cần dùng. Partition thì này có nhiều ứng dụng để chúng ta chọn ha. Thường mình dùng là hard disk với em HDD mình test độ cứng thôi, hoặc là test RAM thôi. God, lâu lâu mình cũng dùng God. Rồi mình nút vào Win Mini là mình chạy những cái ứng dụng trên đó luôn à. Đối với những máy có hình yếu thì bắt buộc đòi hỏi chúng ta phải vào DOS chúng ta chạy những cái ứng dụng này ha. Một số dòng máy main không tương thích nữa thì chúng ta chạy trên nền DOS. Mình bút Win 7 PE bản Legacy ha, thì mình cũng vào cái phần phần này để mình xem. Load khởi động Win chắc là đây rồi, đây ha. Đây là cái menu của Win 7 VX64. Thì chúng ta nhìn tốc độ load ở đây là chúng ta biết được là nó xử lý nhanh hay chậm ha. Đối với Win UFI thì chúng ta không thấy cái menu load này. Đây là cái điểm đặc biệt để chúng ta phân biệt khi chúng ta bút vào Win ha. Thì mình dừng trong giây lát để các bạn đỡ mất thời gian nha. Thì tùy vào tốc độ của USB hay thể nhớ mà cái phần load file này nhanh hay chậm hay các bạn. Về ưu điểm của bút trên điện thoại Android hay là điện thoại Nokia hay là Symbian đó, thì ưu điểm là chúng ta không cần phải mang theo USB bên người, với lại điện thoại là vật hình như là bất ly thân đối với mọi người ha. Đối với IT chúng ta cần phải liên lạc thì hầu như là lúc nào chúng ta cũng phải đem theo điện thoại bên người. Thì về bút điện thoại á, bút trên điện thoại thì chúng ta được nhiều lợi thế là đó, chúng ta chỉ cần dây cáp thôi. Đối với khách hàng hay là những người thân mà chúng ta đến sửa máy thì rất ít hoặc là hiếm ai mà có USB ở bên cạnh hay là đọc thẻ nhớ để chúng ta cứu hộ.
Vậy cái cáp micro USB á, thì rất là thông dụng trên điện thoại, nên hầu hết là mình nghĩ ai có dùng điện thoại cũng đa phần cũng đều có ha. Nên chúng ta chỉ cần mang theo điện thoại bên người là chúng ta có thể là cài đặt máy cho khách hay người thân. Đây là giao diện của Win 7 mini nhé các bạn. Xin lỗi mình nhầm. Mình nhìn trên điện thoại để mình xem á, mình không có nhìn rõ lắm. Mình đang quay mà mình đang xem trên điện thoại. Thì đó, tùy các bạn có nhu cầu các bạn tích hợp USB bút như thế nào thôi. Thì mình nói sơ qua xíu ha, thì dùng bút ai để tạo bút ha. Thì chúng ta ở phần đầu á, chúng ta chọn cái ổ USB hay là ổ hệ nhớ thì chúng ta chọn. Rồi xét mà BR thì chúng ta mặc định là Windows NT6X. Ở dòng tùy chọn này rất là hay, chúng ta có thể tích hợp nhiều hệ điều hành Windows ha. Win 10, Win 8, rồi Win 7 thì chúng ta cứ chọn dòng này thì chúng ta giải nén hết bộ cài Win lên USB là chúng ta bút vô tư. Đây. Chọn dòng này luôn đó các bạn. Bút MBR để nó load cái file gốc của hệ thống để chúng ta có thể bút được. Đối với hai tùy chọn này ha, để bút được hệ điều hành đó, thì theo cách làm thông thường mình hay giải nén thẳng lên USB là thế là xong. Các bạn cứ chọn tùy chọn bút ai như thế là chúng ta có thể cài đặt Win bình thường không cần bất kỳ công cụ thứ ba nào khác ha. Về tốc độ chúng ta giải nén thì chúng ta chuột phải ở file ISO, file ảnh đó, thì chúng ta dùng 7 zip đó, chúng ta giải nén thẳng vào luôn. Mình ví dụ giống vậy 7 zip ha, chúng ta open lên giải nén ha, chúng ta chắc nữa bạn, chắc dẫn tới đường dẫn ổ USB rồi chúng ta ok là xong. Tốc độ giải nén này nó tương đối là nhanh hơn chúng ta là kéo và thả ha, kéo và thả mình thấy là nó lâu hơn đó. Mình không biết có khác biệt gì hay không, nhưng mà mình thấy một số máy là nó load chậm hơn nhưng so với tốc độ. Mình cũng làm hai cái trường hợp tương tự như vậy. Thì đó là cái hướng dẫn sơ bộ để mình hướng dẫn về cái cách mà chúng ta bút UEFI, bút cài Win trên một USB hãy nhớ ha. Thì cái đòi hỏi thêm chúng ta là để bút được cái Legacy song song với UEFI, chúng ta cần cái file grldr này ha và menu.lt. Thì chúng ta có hai file này á thì chúng ta sẽ bút được cái legacy. Các file hệ thống á, để bút được hai chế độ mình sẽ add vào link ha. Chỉ là vài file thôi, không bao file nữa, có một file thêm cái đuôi phía sau chỉ vài file à, dung lượng rất là nhẹ. Mình hướng dẫn đến đây là xong các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công.